không nên tùy tiện tẩy nốt ruồi. Nốt ruồi là hình thành của tế bào sắc tố không ngừng tăng trưởng giữa da ngoài và da trong. Hình dạng và màu sắc của nốt ruồi rất nhiều dạng và nhiều màu, có thể mọc bất cứ bộ phận nào trong cơ thể. Đã có người thống kê bình quân cơ thể mỗi người có hơn 40 nốt ruồi. Có người lo lắng cho là nốt ruồi có thể biến thành ung thư, hoặc do mọc trên mặt ảnh hưởng mỹ quan, nên đã tìm mọi cách để tẩy trừ đi. Ngoài ra còn có người mê tín cho rằng nốt ruồi mọc ở chỗ nào đó thì làm sao? Có thể nói, tuyệt đại đa số nốt ruồi không ảnh hưởng đến sức khỏe, nốt ruồi biến thành ung thư là trường hợp rất hiếm thấy. Theo chuyên gia thống kê, khoảng một tỷ cái nốt ruồi mới có một cái có thể biến thành ung thư, còn nốt ruồi có quan đến số phận con người lại càng vô căn cứ, do đó không nên sốt sắng để tẩy trừ nốt ruồi. Nếu có nốt ruồi nào đó thực sự ảnh hưởng đến mỹ quan, cần phải tẩy trừ thì phải đến bệnh viện xử lý bằng chuyên môn. Nếu tự xử lý hoặc bằng phương pháp dân dã, một khi không thành thì nốt ruồi còn lại sẽ mọc to hơn, đen hơn hoặc là bị viêm nhiễm rồi sẽ để lại vết sẹo to hơn. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.